Truyền thông phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, bệnh nhân Nguyễn Thị Xuân, 81 tuổi, hiện đang chiến đấu với căn bệnh ung thư hốc mũi giai đoạn cuối. Đây là một tình cảnh rất khó khăn, không chỉ đối với bà Nguyễn Thị Xuân, mà còn đối với các thành viên trong gia đình của bà Nguyễn Thị Xuân. Dù đã gõ cửa nhiều nơi để xin hỗ trợ điều trị ung thư, tình trạng bệnh của bà Nguyễn Thị Xuân vẫn không có dấu hiệu cải thiện và vết thương thường xuyên gây đau đớn, đặc biệt là khi thời tiết trái gió trở trời. Những ngày qua, gia đình bà Nguyễn Thị Xuân không ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ từ các cơ sở y tế và chuyên gia. Các con cháu của bà Nguyễn Thị Xuân vô cùng lo lắng trước sự tiến triển không ngừng của căn bệnh ung thư quái ác. Những nỗ lực tìm kiếm giải pháp chữa trị cho bà Nguyễn Thị Xuân gặp rất nhiều khó khăn, nhưng họ không từ bỏ niềm hy vọng. Nhận thấy tình hình cấp bách và nhu cầu hỗ trợ điều trị bệnh ung thư của bệnh nhân Nguyễn Thị Xuân, phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã quyết định tiếp nhận và hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Xuân. Chúng tôi hiểu rằng ung thư hốc mũi giai đoạn cuối là một bệnh lý rất phức tạp và đau đớn, đặc biệt là khi vết thương gây ra những cơn đau nhức dữ dội và không ngừng. Phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cam kết cung cấp những phương pháp hỗ trợ điều trị tiên tiến nhất để hỗ trợ tận tâm, tận tình cho bà Nguyễn Thị Xuân. Đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên y tế của chúng tôi sẽ làm việc không mệt mỏi để cải thiện chất lượng cuộc sống của bà Nguyễn Thị Xuân, giảm thiểu đau đớn và mang lại sự an ủi cho bà Nguyễn Thị Xuân và gia đình trong thời gian khó khăn này. Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng của gia đình bà Nguyễn Thị Xuân và cam kết sẽ đồng hành cùng bà trong từng bước của quá trình hỗ trợ điều trị. Hy vọng rằng với sự hỗ trợ điều trị và chăm sóc tận tình từ phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, bà Nguyễn Thị Xuân sẽ cảm thấy được an ủi và giảm bớt phần nào những khó khăn mà bà phải đối mặt. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình sức khỏe của bà Nguyễn Thị Xuân để đảm bảo rằng bà Nguyễn Thị Xuân sẽ được chăm sóc và hỗ trợ điều trị tốt nhất có thể. Chúng tôi cũng mong rằng với sự đồng lòng của đội ngũ, các thầy thuốc và nhân viên và sự ủng hộ từ gia đình, bà Xuân sẽ tìm thấy sự bình yên và an ủi trong những ngày tháng khó khăn này. Xin trân trọng. Bên Đặng Thị Mỹ Tiên, người bệnh là mẹ chồng Nguyễn Thị Xuân. Lúc ban đầu thì nổi một trong mũi á, rồi nghĩ nó không có gì quan trọng, với đi khám thì nó là viêm son. Rồi thời gian bỏ cũng một năm điều trị rồi bây giờ nó phát lên, mới phát đây khoảng một tháng nay. Rồi đi khám ở tỉnh nhà Kiên Giang mình đó. Ở tỉnh nhà thì ta kêu mình muốn chính xác nữa thì lên bệnh viện thành phố ung bướu. Lên chảnh ông bú mới lên được 2 ngày, người bà đã yếu dần luôn. Rồi ta kêu xạ trị mà không dám, sợ là sức bà chị không được, rồi bác sĩ cho về. Rồi nghe người ta cũng giới thiệu là cha nè, hay lắm. Rồi từ thành phố về thẳng đây luôn, ghé luôn, tại nghe vô đây luôn, chứ không có đi về nhà luôn, chưa về nhà nữa. Nghe là u nó cũng như là nó không nói gì cho mình nhiều hết trơn, nó chỉ nói là bà yếu vậy đó, là không thể xạ trị được. Rất nghe rất ham luôn, nôn hết trơn, rất là nôn. Rồi bắt đầu mở gõ vào điện thoại, tại này giờ mình không có để ý tới, không quan tâm tới, rồi cái coi rồi quá hay đi. Rồi nghe nói vậy thôi, chở thẳng máy về dưới này luôn, khỏi về nhà. Đi trong đêm rồi đêm hôm luôn, không về nhà luôn, không ăn được. Không ăn được là khoảng 2 ngày nay nữa, rồi cái bác sĩ bệnh viện nó đút cái ống vô lỗ mũi, kêu bơm đồ vô, mà bơm cũng đâu có được đâu. Bơm vô, bơm sữa thôi, chứ ngoài ra tất cả thức ăn gì cũng đâu có vô được.
Rồi hôm qua giờ là chưa ăn gì hết, và ăn lát kêu rút ra đó, lát kêu rút ra. Và ở với nhỏ em thứ ba em chồng, rồi em chồng nó chăm sóc nhỏ đó. Gia đình thì giờ ruộng đơ nương thì má cho mướn rồi, không có làm nữa, tại già lớn tuổi rồi. Con cái đồ chồng đồ tư nghiêm hết rồi đâu ai chung. Thì ruộng thì cho mướn hết. Thì nói chung là má thì giờ sống nhỏ em, con không có đi từ hôm bệnh viện giờ cũng không có tốn kém nhiều, nên mình không có làm cái gì đấy. Quá chị cho má trên thì không tốn kém. Với lớn tuổi rồi người ta đâu có ăn tiền gì nữa đâu, nó là miễn phí hết. Thành ra không có tốn kém nhiều. Rất là mong hết đừng đi về nhà, tại vì làm gì cũng cha mẹ mình cũng muốn cho hết. Rất là mừng luôn, nghe là mừng dữ lắm luôn. Có thể là không ngủ luôn, kêu xe là cấp tốc chạy về tới cái này liền. Tới hồi nào giờ mình không hay, phải mình hay sớm là quá tốt luôn. Phải hay sớm là rất là tốt luôn, không để tới ngày giờ này. Rất dễ có được, nhỏ em là ăn chay trường luôn. Gia đình cũng ăn chay trường, nội cũng hồi xưa bà nội cũng tu mấy chục năm luôn. Mà coi chú như là ăn chay trường á. Theo ý em thì em suy nghĩ nếu được thì bác mới để lại điều trị, còn nếu không được là bác sẽ cho về. Cho nên nghe bác nói là cho có thể điều trị ở lại đây được 3 tháng. Rồi cũng mừng quá mừng rồi, tính điện về nhà cho hay luôn á. Tính điện về gia đình cho hay quá mừng luôn. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si.
bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thủ oan, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào